Em sợ xin vô tiệm tóc làm rồi lỡ mà anh Khôi có nảy sinh tình cảm với em á, em cũng khó xử, em không biết làm sao hết. Nhưng mà mấy bữa theo dõi em thấy là anh Khôi có bạn trai rồi, cho nên giờ em yên tâm lắm, em xin vô làm. Em tới để em điều tra, em theo dõi cái tiệm tóc mình. Hả? Cái gì? Điều tra theo dõi? Hả? Dạ không, không phải. Thật ra là em theo dõi từ đằng trước cổng từ sáng tới giờ rồi. Theo dõi à? Mày tin trộm mèo. Dạ 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 bình tĩnh. Em ngứa đầu quá nên em muốn tới đây em gọi đầu á mà. Gọi đầu tại sao mà đeo kính rồi đeo khẩu trang vô không lột ra đi. Tại sao ạ? Tại vì em bị đau mắt chứ em bị cảm á, em sợ là mọi người lây bệnh cho mọi người. Nè. Đau mắt bị cảm tại sao không ở nhà đi, vô đây còn sợ lây bệnh. Đi về đi. Nhưng mà bây giờ em ngứa đầu quá cho em gọi đầu được không ạ? Em muốn làm tóc á. Em muốn gọi đầu làm tóc á. Làm tóc hả? Dạ. Dạ đúng rồi. Làm tóc chị làm đi chị. Làm đi. Cái gì? Sợ quá à. Ngồi đi chị làm cho. Dạ. Ngồi đi. Bệnh này có nặng không nè? Hình như là em gọi lúc chưa rồi. Đợi em chút nha, em có điện thoại, em nghe điện thoại cái. Ủa là dạ. Sao? Là sao không hiểu? Ủa gì vô lý vậy? Ê, nè. Ê, cái gì? Không kệ đi cho đỡ bệnh hoạn, lỡ gọi lên bệnh rồi sao? Sao chị cục đi ta? Tiên. Dạ. Con. Dạ. Ủa sao tiệm gì mà vắng que vắng ngoắc vậy nè? Trời ơi, ai nói vắng bao giờ đâu. Hả? Em với lại là hả làm muốn chết luôn á, khách mới về không kịp ăn cơm trưa nữa. Em góp ý gì nè, hay là anh Khôi đăng bản tuyển thêm nhân viên đi, chứ khách mình nó càng ngày càng đông, em với lại làm không xuể luôn á. Đúng đó cậu, nhưng mà phải ghi chú vô một cái câu là tuyển nhân viên nam đẹp trai. Trời. Cấm tuyển bánh bèo. Sao vậy? Sao vậy? Ở đây có bà bèo này thấy ghét lắm rồi, đừng có tuyển bánh bèo nữa. Ê, không dám đâu, chị mà thấy ghét cái gì, chị thương muốn chết. Sao cũng nhìn bà sợ. Em á, thì em không có ghét bánh bèo, nhưng mà em chỉ sợ là bánh bèo dành tiền bơ. Cái gì có nghĩa là phải tuyển trai đúng không? À, cái đẹp. Rồi, hiểu. Con Lài á, nó là con gái, hèn chi nó mê trai là phải rồi. Ôi, nó bảo phải gái. Ai, không, em là gái lớn, cho nên là em có tuổi. Thôi. Ê, cậu nói nè, nói mới nhớ. Làm như á, mấy bữa nay á, cậu phát hiện cậu cũng bị trai theo. Cái gì? Trời cậu ơi, không lẽ cậu sống tới tuần tuổi này cái cậu lật úp lại. Trời ơi, mất thần tượng quá. Thôi cậu. Ê, thằng gì mặc áo tím gớm quá. Phải hả? Bà gì vô lý vậy bà nội? Ai kia tự khai kìa. Trật tự. Trai theo. Đừng có nghĩ bậy. Ý anh nói đây á là bị trai theo là trai theo giỏi đó. Hả? Chứ không phải theo mà mê anh đâu. Mà theo giỏi làm gì? Ai biết. Ê, lúc cậu đi vô cậu thấy có một người như vậy đi ra. Dạ. Mà thấy nó lấm lét lắm. Đúng rồi, mặt còn đen đó cậu. Thôi rồi. Không lẽ có chuyện gì khuất tất ở đây sao? Đúng rồi. Không lẽ nó khuất tất cái chuyện gì ở đây sao? Trời ơi, người ta nói rồi mà nói lại hèn gì, mày vô duyên mà ít tiền mo nhất. Dạ, em mời chị. Dạ. Em mời chị. Anh Khôi. Gì vậy Hân? Em nhờ anh chút chuyện được không? Thật ra em cũng ngại lắm nhưng mà em không biết nhờ ai hết. Từ từ, chuyện gì bình tĩnh. Em mượn tiền đúng không? Dạ không. Ý em không phải mượn tiền, em nhờ anh giúp cái khác. Cái gì? Anh có thấy bạn khách bên kia không? Anh đừng có nhìn.
liếc liếc thôi, lấy điện thoại nhìn qua. Thả cho Hay tới quán. Rồi bà dè dãn, bà tấn công em. Nhưng mà em không có dám nói, tại vì bà là khách quen. Hồi nãy tới bà còn nắm tay em. Rồi bà còn nói là em muốn cái gì chị lo cho, không sao hết. Rồi là bây giờ em muốn anh đi qua bên đó nói chuyện phải quấy với bà ta đúng không? Anh dòm rồi. Dạ. Bà có tiền, bà lớn tuổi nữa. Dạ. Chắc chắn bà có suy nghĩ, bà đang muốn vậy. Chắc gì anh nói bà nghe. Thì đó, bởi vậy em muốn nhờ anh là nhờ cái chuyện khác. Chuyện gì? Được không anh? À. Nhà đó. Này ít thợ á nên công việc cũng hơi lu bu. Ê có khách kìa. Vô làm việc. Ê mà sao nhìn cái anh này quen nha. Ủa mà sao cái mặt lão quắc vậy? Ê mày em. Nè nhìn quen ghê không? Ý nhà mình ngồi trước đi, là mình ngồi. Quen quá. Ủa mà sao mặt lão quắc hả? Nè trời ơi, nhớ rồi nè, trời ơi cái chàng trai này đã từng xuất hiện ở trong tiệm mình. Trời ơi, nhớ không? Nhớ. Đã từng khen chị mặc đồ đẹp nè, nhớ không đó? Nè chị, cái câu đó là cả đời này không ai nói đâu, đừng quan tưởng nghe chị. Nhân viên hèn gì mà ít tiền bo lắm. Mọi người ơi, nè. Em. Ơ nè các anh bình quản. Lộn các anh bình quản. Không. Em hay tới theo khổ, nhớ không? Đúng rồi. Em tới theo dõi điều tra đó. Đó. Nè, cậu kia. Cậu tới đây để theo dõi, để điều tra cái gì? Không phải, mọi người hiểu lầm ý em ra là hả? Em tới đây là vì cái bản thông báo hôm trước á, bản dán tuyển nhân viên á. Cái bản tuyển nhân viên? Dạ đúng rồi. Đứa nào tuyển vậy? Anh dán bản tuyển, có nghĩa là cậu muốn xin vào đây làm việc. Dạ đúng rồi. Em muốn tới đây để xin vào làm việc. Đây là hồ sơ xin việc của em. Trời ơi, thì ra là đến xin việc làm. Vậy thì nói thẳng luôn đi. Thôi, hành tung thì bí ẩn, làm cho có vẻ quan trọng. Nè, cho em biết nha, hên cho em á là bữa đó nó là ai nhặt chị á, cho nên chị hiền á. Chứ thường thường nha, chị cầm cái kéo nha. Dạ. Cắt một cái là hối hận cả đời mà khóc không á. Em cắt cái gì mà nó hối hận vậy? Sao vậy? Anh biết rồi, tiệm mình em cắt xấu lắm mà. Em cắt xong là nó khóc luôn mà, tóc không bao giờ mọc lại. Bà đơn này bà nè, hai hả? Ủa? Chưa chắc gì anh xin việc. Anh nộp đơn là cậu Khôi của tôi nhận đó. Mà làm gì vô đây rình mò theo dõi trước hả? Mà tôi nói trước nha, tôi có người yêu rồi đó. Trời ơi, thấy không? Nó ghen lắm anh. Nó ghen vậy hoài mà nó không ít tiền bo lắm. Hả? Sao? À quên, tôi hỏi cái này ngoài lề chút nè. Dạ. Thật ra nãy giờ tôi nhìn cậu á, quen lắm, rất là quen luôn. Tại vì á, mấy bữa nay anh với cái người theo dõi anh á rất giống cậu này, nhưng mà tôi không có dám chắc. Dạ đúng rồi, em theo dõi anh. Ê, tôi bắt đầu thích cậu rồi đó nha. Rất thẳng thắn, đàn ông con trai phải là như vậy. Cậu vô đây xin việc hay là muốn tìm cách để đeo đuổi tôi? Đừng nha, bởi vì tất cả cái tiệm này á đều nói tôi đẹp trai. Lúc đầu tôi nghe tôi ngại lắm, nhưng mà nghe riết là bây giờ tôi tin thiệt luôn rồi đó. Không phải đâu, chuyện này riêng tư lắm cho nên là em không muốn nói. Em xui rồi, tại vì em thích Khôi mà thôi Khôi lại thích tôi, muốn chết. Không phải, mọi người hiểu lầm rồi. Thật ra em là chuẩn man. Trời ơi, em có bằng chứng cho mọi người xem luôn nè. Dạ đó. Thôi đứng xa ra Khôi ra đi. Trời ơi. Ê hả? Cậu Khôi nè. Cậu Khôi ớn thằng nào nè. Trời ơi, cái bằng chứng chuẩn man quá ha. Bằng chứng thằng ông ghê luôn cậu. Cậu ôm ai nè? Cái thằng nào ông này là ai vậy? Bí mật. Trời ơi, chuẩn man quá trời chị. Dạ mọi người biết sao không? Thật ra là em tính xin tới đây để làm. Rồi em có nghe mọi người xung quanh đây nói á là anh Khôi á là 40 tuổi rồi mà chưa có vợ con gì hết, cho nên là em sợ xin vô tiệm tóc làm rồi lỡ mà anh Khôi có nảy sinh tình cảm với em á, em cũng khó xử, em không biết làm sao hết. Nhưng mà mấy bữa theo dõi em thấy là anh Khôi có bạn trai rồi, cho nên giờ em yên tâm lắm, em xin vô làm. Mà kiếm tiền bo không? Dạ
đi. Đỡ chị đi chút chị cho. À, dạ dạ dạ. Ủa nhưng mà cậu Thôi. Mất thần tượng. Cậu Thôi, cái chuyện này là thiệt hả? Cô ơi. Vậy mà người ta nói cậu vậy đó. Chứ cứ không đi cãi với người ta. Ủa vậy là con sai hả? Thôi để con đi xin lỗi thôi. Mày muốn kiếm gì có không? Mày muốn kiếm không? Thôi để đỡ chị rồi em đi xin lỗi sao? Khôi ơi, anh bị ấy hả? Cậu Khôi. Bình tĩnh. Gì bình tĩnh? Bình tĩnh là bình gì? Bình tĩnh lại đi. Bình tĩnh hay bình hỉ á? Bình tĩnh đi nè. Ôi này nó mất tiền mô hoài là tại vậy. Nghe đây, về phía cậu, tôi đồng ý nhận cậu vào làm việc. Thiệt không anh? Nhưng phải thử tay nghề. Dạ, em cảm ơn anh nhiều lắm. Tiếng Yên, theo tôi. Dạ. Đi đâu anh? Đi vào buồng. Hả? À, cái gì vậy? Trời, đi kiếm tiền bỏ đi cưng. Rồi, muốn xíu quá. Ôi, đi anh vào buồng gội đầu cho tôi. Gội đầu. À, tao thử tay nghề. Gì? Hai đứa con trai dẫn nhau vô gội đầu. À, thử tay nghề. Vậy mình đứng đây mình làm gì? Thì đứng đây coi tiệm. Thôi, mình còn gội đầu cho chị luôn đi. Có bò không? Kiếm tiền bò. Chị đi vô gội đầu.